Hello ông. Đang ở dòng thời gian lúc gần già. Khoan đã, chỗ này. Ừ. Quẩy đây, chỗ công ty bọn này vào đúng không? Nhà khách tại đoàn Sigmund. À, là cái chỗ người ta nói ngon để dụ với ông bà già ký hợp đồng. Lâu rồi không tới đây. Nhìn cũng hơi khác so với lần cuối tôi đến đây, đi xem thử thôi. Và khá ta đợi tìm các viên ngọc ký ức. Yêu cầu một cái kia để thực hiện. Wow. Sắp sao? Thực ra cái game này mình phải tìm kiểu ký ức của nó ấy, nó tốn thời gian lắm. Kiểu hồi trước mình chơi cái game To The Moon ấy, nó tốn mình khá là nhiều thời gian để tìm những cái viên ngọc như thế này. Không sao, tìm kiếm cái tìm kiếm thôi. Có cách nào chạy nhanh hơn trong game này không nhỉ? Hello. Ở ngoài đây lạnh lẽo làm gì vậy ông Riz? Cuộc hẹn cũng sắp bắt đầu rồi kìa. Mời ông đi lối này. Ok, nhận được viên ngọc kìa. Game này thiên về ý nghĩa chứ không phải thiên về hấp dẫn về gameplay của nó, thế nên là các bạn thấy hơi chán thì nó cũng đúng, mình không thể phủ nhận cái đấy được. Chào mừng ông đến với cái nhà khách tập đoàn Sigmund, nhờ ông vào nhà khách ngồi. Bắt đầu được chưa? Trước tiên sao không ngồi lại dùng trà cái đã? Chắc là phải đi xa lắm mới tới được đây. Tôi cần về nhà sớm, tôi chỉ muốn hỏi thăm về dịch vụ các anh thôi. Được rồi, sẽ có người đến tiếp ông ngay. Quả có nhiều thứ trên đời nhỉ, đi cả đời không phải ra hết được. Đợi đến nơi mình hàm muốn nghe tuyệt vời chứ. À, tôi đã từng đến đó từ lâu lắm rồi. What? Tôi cần về nhà sớm. Không nhớ cái là sửa trông như vậy. Bức ảnh để chút từ góc nhìn trên sân khấu. Hào hứng chưa? À? Không phải ai cũng được trải nghiệm cảm giác nổi tiếng đâu. Chúng tôi quả thật nhận được rất nhiều lời yêu cầu như vậy. Nếu thích thì coi như được hoàn thành luôn ạ. Mình mà phải làm vụ nào như này nữa tôi đi ngủ nhé. Đâu đến nỗi, ít ra cũng xong việc nhanh rồi được về sớm. Ông thấy đấy, dịch vụ của chúng tôi thực ra khá đơn giản. Ông nói ra điều ước của mình và chúng tôi biến nó thành hiện thực. Danh tiếng tiền tài nhưng mục tiêu không với tới được và những ham muốn thầm kín tùy vào ông. Chúng tôi là thần đèn của ông Colin. Điều ước của ông là gì? Vậy, nếu tôi hiểu đúng. Ai nói là tôi không thể ước thêm nhiều điều ước à? What? Anh biết đấy, tôi đã làm nhiều và thấy nhiều thứ trong cuộc đời. Có thể đến những nơi mà tôi từng nghĩ sẽ đi, thấy những thứ mà tôi chưa từng nghĩ sẽ thấy. Ông này là người từng trải nhiều này. Nhưng chỉ là nháy mắt bỗng nhiên, thời gian không còn nữa. Và rồi tôi thấy mình đứng đây như mọi người khác. Tôi quan những cánh cửa này và tôi hiện ra, giảm bớt gồm cảm giác trống trải trong lòng tôi. Tôi không có ý vô ơn với cuộc sống mà tôi được ban tặng, nhưng tôi chỉ muốn được cảm thấy rằng mình đã làm đủ nhiều trên thế giới này trước khi tôi ra đi, anh hiểu không? Tôi nói rằng tôi đã sống một cuộc sống, một cuộc đời hạnh phúc, mà tôi vẫn cảm thấy mình có vài nỗi tiếc. Nhưng hiểu sao, sau tất cả tôi vẫn không thể. Đó là lý do chúng ta được ở đây, cố lên. Cứ nói ra và chúng tôi sẽ thực hiện. Nói cho tôi nghe những nỗi tiếc của ông. Ông muốn chúng tôi sửa đổi điều gì? Nỗi tiếc. Tôi không biết phải nói ra nỗi tiếc gì, nhưng tôi có thể nói ra điều tôi muốn. Tôi muốn các anh cho tôi sống một cuộc đời trọn vẹn mà tôi hằng mong muốn. Nhưng tôi muốn các anh thực hiện điều đó mà không thay đổi bất kỳ điều gì tôi đã trải qua. What? Thằng này, cái ông già này nó muốn sống lại cuộc sống mới, nhưng mà nó không phải thay đổi bất kỳ thứ gì mà ông ấy đã trải qua. Và ông ấy không cảm thấy nỗi tiếc. Tức là trải qua một thứ đã trải qua, mình không cảm thấy nỗi tiếc thì mình đã trải qua cái thứ mình đã trải qua đấy. Ha?
Thế ông phải lấy vợ này, vẫn lấy đúng bà vợ này, vẫn phải học đúng cái trường mà ông ấy phải học này, vẫn phải tốt nghiệp cái trường mà ông ấy phải học này, vẫn phải làm công việc mà ông ấy phải làm này, vẫn phải đi những nơi ông ấy đến này. Thế sao không tiếc nuối được? Ông không muốn chúng tôi thay đổi điều gì sao? Colin, thay đổi là việc chúng tôi làm. Chúng tôi thay đổi và chúng tôi làm nó tốt đẹp hơn. Vậy này ông mời đến cho chúng tôi thì chúng tôi có thể làm nó tốt đẹp hơn, thì chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề của ông. Mọi điều ông muốn nhưng không thể có được trong cuộc đời này, chúng tôi có thể cho ông cơ hội để đạt được nó. Nhưng nếu ông muốn có được điều gì, ông cần phải từ bỏ điều gì khác. Vậy nên tôi xin hỏi lại, ông muốn điều cuối cùng của mình là gì? Lần là live cảm giác như anh bị bệnh ý, thì mình cũng hơi mệt mệt thật. Được thôi, tôi muốn nói các anh cho tôi một cuộc đời trọn vẹn nhưng thay đổi ít nhất có thể. Mà nếu thay đổi điều gì thì hãy giữ nguyên những ký ức về cuộc đời với gia đình tôi. Vậy ông muốn từ bỏ tính cụ thể khỏi cái hợp đồng? Nếu như vậy tôi hy vọng là ông biết rằng không có gì đảm bảo cho kết quả đâu. Tôi hiểu. Anh cười em à, meo. Khóc, em muốn nói chút mà, meo. Tại sao em... Mà chắc chắn là em sẽ được bởi vì em nghỉ học kè mà, meo. Cách nói chuyện này, thể bất kỳ ai nói kiểu này cũng phải là một mình buồn cười lắm ấy. Không phải... Ok, tao có gì cả. Chốt hợp đồng, tôi ra việc này cho những nhân viên giỏi nhất. Và là hai đứa này, cảm ơn. Tôi chỉ mong có vậy. Đã nhận, ghi chú điều ước của cô Linh. Cố không thay đổi điều gì mà chúng ta có toàn quyền quyết định định đoạt số phận của ông ấy. Điều ước kiểu gì vậy? Thậm chí không biết bắt đầu từ đâu. Ấy, mình còn gặp chuyện tệ hơn rồi mà. Nếu gọi chép ở đây xem đòi, tôi sẽ ra về đánh những nhân viên giỏi nhất. Chúng ta là những nhân viên giỏi nhất đòi Eva. Thật ra chuyện đó không có gì. Rồi, tôi xong rồi, đi lấy kỷ vật thôi. Bà nghĩ mình nên quay về lại ký ức gần nhất và hỏi cô Lê về điều ông ấy mới nói ở đây không? Câu trả lời nhận được hẳn không phải đáng tin cậy đâu, nhưng có thể giúp cô sẽ phải thử. Mà đến nước này chân hãy nhảy đi, người cứ tiếp tục thôi. Kỳ vào đâu? Chỗ kỳ vật là chỗ nào nhỉ? À, còn điều này nữa. Đừng nói cho gia đình tôi. Tôi không muốn họ nghĩ tôi không hài lòng với cuộc sống hiện tại. RIP! Mình có đeo kính. Kỳ vật à? Phát kỳ vật. Ông biết không? Tôi khá là ấn tượng đấy. Đẹp gì? Thì hồi đó toàn hét lên mấy câu lố bịch trong khi phản cái sao chắn. Nhưng dạo gần đây tôi không nghe tiếng Hadouken hay Kamehameha gì đó nữa. Nó khá là dễ chịu và chuyên nghiệp. Khát lại mình tí á, mình lấy cốc nước cái đã. Nói nãy giờ khát quá.
Ok. Máy tập sơ sơ cho em được không à? Một pha lát lại anh á. Mình cao trong khoảng 1m8. Khá là gầy. Đeo kính. Tóc dài che gần hết trán. Thế thôi. Kiểu như mấy thằng ở trên anime ấy, để cái tóc nó dài dài ấy, nhưng mà không phải kiểu nhọn quá như kiểu cái anime thôi. Đấy, kiểu như một thằng đúng kiểu là chán đời và ở một nít ấy, đấy. Đấy nhá. Cao và gầy nói chung là thế. Đó, miêu tả mình. Anh nó sẽ coi cốt truyện đi. Thì như các bạn có thể thấy thì... Ủa? Lại giải đố gì đây? Ơ xong luôn này. Nên mình để bằng nhau sẽ qua nhá. Mình phải đi lấy nước. Có chuyện á. Thì như các bạn có thể thấy thì mình bây giờ cần phải thay đổi ký ức của ông này để ông này thực hiện được ước nguyện của mình. Thế thôi, đó là nhiệm vụ của mình phải làm. Thì qua những cái cách của mình thay đổi ký ức của ông này thì mình sẽ có thể rút ra được nhiều ý nghĩa. Đó là cách của cái thằng tác giả game này thích làm. Nó thích làm cái kiểu là... Làm cho người đọc khóc đấy. Nó là kỷ vật. Đi hoài. Đây là quả thông. Con nên đi liền bây giờ, như trước khi quên. Đây, mở cầm lại cái mũ này đi. À đây, cái mũ à? Không phải quả thông à? Vâng, đau đầu như vậy, phải tránh gió nhiều hơn. Chuyển màu mắt, anh nói cái gì, anh muốn chết không? Không meo nữa à? Rồi. Mình không muốn chết bạn ơi, mình còn yêu đời á. Mẹ nói vô có cảnh là lần rồi, ông ấy chả chịu ngay. Anh lớp 1 cao mét 8 cái à, mình lớp 1 nhưng mà mình đúp đúp với N cộng 1 năm rồi các bạn ạ. Được rồi, được rồi. Tôi sẽ đội nếu nó dừng được căn nhà từ nhiều phía này. Ai? Từ hồi con với Pam chia tay cũng lâu rồi nhỉ? Nghe này, hôm trước ông trước bố còn nói chuyện với ông bạn đồng nghiệp. Ông ấy có mong một cô gái tên Jenny, biết không? Nó độc thân này và bố, nó cảm ơn nhưng con nghĩ con cần cần tập trung vào sự nghiệp hiện giờ. Vậy bố mẹ sẽ quay lại cho vịt ăn hay sao? Bảo ta đã chẳng phải đến luôn. Mức đó nếu mày chịu cái đầu tiên đâu bắt con. Nhưng cái mũ đó là từ 100% cốt tông. Thôi được, tha cho lần này. Ta sẽ an toàn nhé con. Bố mẹ sẽ ở đây và tiếp tục chống trị lũ vịt. Tạm biệt mẹ, con tự hào về hai người. Không phải vụ đàn vịt đâu mà là hai người hiểu ý con mà. Giờ này trong năm bố mẹ đừng ở ngoài quá lâu nhé. Đứa con hiếu thảo Israel. Ông này có một gia đình tốt, một bà vợ tốt, một đứa con hiếu thảo. Thế ông đứa con nuối tiếc điều gì ở cuộc đời của mình? Nếu mình có một cuộc đời này mình cũng thấy không nuối tiếc đâu. Ông ấy đi mọi nơi trên thế giới với cái máy bay của mình rồi. Sự nghiệp hoàn hảo, về già có chỗ để sống. Thằng nhỏ phải mau cho chúng ta cháu bé đi. Nó mày trên đi thì sao chứ? Chắc không có gì đâu. Anh cũng hiểu mà. Bố anh còn trẻ, chẳng phải bố mẹ anh cũng bắt anh cặp kè đẩy người sao? Phải ha, cảm giác bị ép buộc ngại ghê luôn. Hồi đó cũng là em chán đang ngán chuyện yêu đương. Em cũng hai người đến với nhau. Anh đang làm gì vậy? Tao nhận vào thông tin để của Jenny để ghép hai đứa với nhau. Đừng chứ. Nó lái xe mà, đợi nó về nhà thì hãng gửi. Được đấy. Tớ gửi cái mấy bức hình. Tớ là đẹp đẹp ấy, coi sao chiếu ngang mặt. Cạn lời. Nó nhận ghi chú, nuối tiếc không một cháu. Người mình không có chút mỏ vịt. Cái xe này vẫn ở đây à? Bọn này lái cái xe này, tủ lái à? Đây là cái how to thu thập ký ức đấy. Hello. Có một ông ngồi đây này.
thêm một tiếng. Quạc. What? Giỡn à? Mỗi con vịt một cái. Tôi không phải là đâu. Phải chi có nguyên đàn. Ghi chú vịt. Mỗi con vịt có phải ký ức với sợ đi. Cháu gái tôi năm nay lên 5 tuổi, tin được không? Cháu nó lớn nhanh quá, tôi đang nghĩ tới việc thở ra cho nhanh thật nhỉ. Thật đấy chứ, tôi chả nhận ra tôi già để cưới là cho khi tôi làm gãy xương hông. Vui thật lòng, đừng có làm gãy xương hông. Vâng, tôi cũng còn may mắn trong chuyện đó. Thật sự, lẽ ra tôi không nên ở ngoài đây cơ. Ờ, thế sao ông đang ở ngoài đây? Nó như thể một túi xương lỏng lẻo là cạch trong này, tôi nói cho ông nghe. Nếu có vé fan cho em sẽ đăng lên YouTube anh nhớ xem nha. Trường này thông báo qua xem nha, nhìn em cái gái của anh ấy. Ok, nếu mà có thì mình hãy khóa xem. Dù sao mình cũng rảnh lắm. Cứ lạch rồi lại cạch, cạch rồi lại lạch. Xong còn đứng được hay vậy. Về đây hôm nay. Xương sắp gãy nơi rồi, còn ngồi đây nói chuyện. Ủa, trong đấy không ký ức à? Có 4 ký ức mà nhỉ? Rồi mình mới tìm được có 1, 4, 3 cái. Cái tư liệu đó đâu được. Ơ, bà vợ kìa. What? Lúc trước mình nhớ gì có bà vợ đây. Cái gì vậy? Thế gọi điện của họ, em đi ra tầm khác. Tập đoàn Sigmund. Sao em đổi ý? Em không mưa gì đâu. Nhưng còn những ngày em tỉnh dậy và thấy anh đứng ngoài ban công, nhìn xa xăm như vậy. Anh không nói ra nhưng em biết có điều gì đó vẫn nhức nhối trong anh. Hai người hiểu nhau nhỉ? Nói nghe, anh có hạnh phúc không? Tất nhiên là có, anh có em và Asher. Tại sao anh vẫn muốn sử dụng dịch vụ của họ? Chỉ vì anh hạnh phúc không nghĩa là anh không muốn nuối tiếc gì. Mà nó không gì dán gì hai mẹ con đâu. Gọi đi. Nhưng khi ai trải qua quy trình và sống cuộc đời mới đó, anh hãy giữ lại điều gì đó ở nơi này. Không phải vậy, Fia. Bài buồn này, anh sẽ không quên em mà. Thế nếu mà mình có một người như này về già như thế này ý, thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc lắm. Có một người xấu của mình một nửa cuộc đời về đến già nó phải gọi là đến chết luôn ý. Nó là một cuộc sống rất là hạnh phúc. Này. Em nghĩ là em quên mang thức ăn cho vịt rồi. Hô, anh cũng vậy. Đây, thái độ của bà ấy là từ đây mà ra. Mình có Discord mà, nhưng mà mình chỉ chơi với bạn thôi. Tôi là bà ấy có gì đó mà. Bà biết không, bà ấy luôn luôn có thể ký với Shycop để lấy một cuộc đời mà cô đi không bao giờ ký với Shycop. Ha ha ha. Phát hiện kỷ vật. Thì vừa chuẩn bị. Đầy luôn kìa. Đi rồi. Đó. Cái gì? Ai đấy? What? Cái này cũng đã xuất hiện ở trong cái đoạn đầu rồi. Cửa ký ức đầu tiên đi. Cũng có một cái đã chạy ra như thế. Tại sao? Ở đây là ai? Game này không kinh dị.
Nhưng mà là gì mà lâu vậy? Tôi nghĩ là hồi nãy tôi thấy ai đó kỳ lạ. Mà đã có thả vô mặt người ta là tổn thương cảm xúc của người ta không? Là kiểu như người đó ta theo dõi từ trong rừng ấy. Theo dõi từ trong rừng. Và khi tôi nhìn cứ như thể người đó. Ha, kệ đi, chả có gì đâu. Được rồi Eva, nói thật đi, bà đọc quá nhiều Dustlight rồi, quá rồi hả? Đó bà kệ đi rồi mà. Dù sao nó chỉ là hình nhiễu thôi, nên không phải ai đó quan trọng đâu. Bà thấy rất vui khi biết được rằng bà đang nhìn chằm vào cái gì tôi đã mở ra ký ức này. Từ từ. Hả? Tôi đi sau một vài giây thôi mà. Ha, còn cô gái đó đủ chậm chạp. Mình đang ở chỗ giai đoạn này. Mình phải xuống tận giai đoạn này mới thành công. Ok. Nói chung, chuyện đây là như vậy. Từ trên nhà bếp, hai người họ cãi nhau về điều mà chúng ta nghi ngờ từ ký ức trước. Bùm. Sau đó họ làm hòa ở trên nhà cùng nhau ở đằng kia. Siêu dễ thương, vân vân ở mây mây. À, sao rồi cô Linh ra ngoài ban công. Được rồi, chấm hết. Ông nội, spoiler kìa. Không phải lúc nào cũng là chuyện xấu khi chúng ta đang làm việc. Nhưng mà đây, thậm chí có nhặt được một liên kết ký ức để đền bù cho bà nhé. Và nếu bà muốn xem tận mắt đến vậy, đừng có xa lại mấy cái tôi đã mở khóa. Đây là gì ấy? Tờ giấy. Vứt đi. Anh không đi đâu, Fia. Ông ấy đang muốn nói về cái việc ông ấy không đi ký cái hợp đồng với Six Năm nha. Ông ấy không muốn làm lại cuộc đời của mình. Chủ yếu là bà kia ông yêu ông này quá, bà ấy không muốn ông này quên đi mình. Cũng khá là dễ thương và vừa khá là ích kỷ. Bắt đầu không? Chịu thôi. Theo một ký ức đó. Lúc Tiếu và Hình không ai đẹp nhau cho vui ma quá thế nào ấy. Em đang bệnh. Là thì bạn nghỉ sớm đi. Cái này cái gì? Tôi không nhặt được nó. Ồ, nhìn quen nha. Hai đại kỷ vật. Ok, còn hai quả cầu nữa là mình mới xong rồi. Gì đây? Tất cả chúng ta đều có những nỗi tiếc, dù là sửa chữa lỗi lầm, hay là một ước mơ đã xa, hay có lẽ là người đã từng yêu. Nếu bạn được làm lại tất cả một lần nữa, bạn sẽ là ai, bạn sẽ đi đâu? Tại tập đoàn Sigmund, chúng tôi trao cho bạn cơ hội thứ hai làm lại cuộc đời. Với sự giúp đỡ của chúng tôi không bao giờ là quá muộn. May mà làm lại slogan mới đỡ hơn hồi đó. Lui. Câu nói slogan. Câu nói thương hiệu ấy. Em không hiểu. Sao lại có thể nghĩ chuyện? Sao anh đã vứt bỏ mọi thứ chúng ta đây có để đổi lấy một thứ ảo tưởng? Anh không vứt bỏ thứ gì cả. Nghĩa là em không nuối tiếc gì hay sao? Có, nhưng em thật lòng tôn trọng những điều mà em đã trải qua. Những điều mà chúng ta đã trải qua. Nói cho em nghe, anh muốn thay đổi điều gì? Anh muốn, ý anh là có quá nhiều chuyện nhỏ nhặt mà đáng ra nó có thể tốt hơn. Tốt hơn. Mà nếu anh gọi là Sigmund, anh sẽ yêu cầu điều gì? Anh không phải nói sao với em đây Fia. Vậy thì ít ra anh phải bịa ra lý do ở đó hay ho chứ hả? Ồ, ra là vậy. Đừng quên cô Lim là khách hàng của chúng ta, nhưng thứ khác không quan trọng. Tôi biết. Anh thích áo sơ mi này, áo thun. Anh thích áo sơ mi. Mình cực thích áo sơ mi đúng hơn.
Gần như là 7 ngày trong tuần thì mặc mình mặc áo sơ mi cả 7 nếu mà có thể. Cuốn sách màu xanh. Cái hoạt kỳ vậy. Cái game này đầu tư khá là hay chứ. Ủa, ký ức bị lỗi à? Không. Ui, sao tận hồi bé tí thế này? Uầy. Đùa, khoan. Cái quái nào mà thần kỳ thế? Thời thơ ấu. Mình vừa lướt qua cả dòng đời đó hả? Tôi không biết là sao chuyện đấy xảy ra được nữa. Nhưng mà sắp ở đây rồi. Ông thử truyền tín hiệu ký ức vừa nãy đi. Ok. Tại sao? Không, không tác dụng. Mình có thể đã nhảy qua quãng đường, nhưng không ở dưa vẫn bị chặn. Rồi, rồi sao kẹt ở đây? Ây, chịu. Mà dù sao cũng ở đây rồi, cứ đi loay quay xem. Ừ. Nhận được ghi chú bất thường. Ok, thôi hôm nay mình cũng chỉ chơi ở đây thôi. Và em sẽ kết thúc buổi stream tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai hoặc là một hôm khác. Vậy nhé, mình sẽ vậy ạ. Goodbye.